chào các bạn. Sau bao nhiêu ngày mong mỏi thì cuối cùng một giải đấu chất lượng và khốc liệt nhất hành tinh đã chính thức khởi tranh. Bích Quế Viên của năm 2020. Giải đấu này đánh trong vòng 6 ngày từ ngày 12 tới ngày 18 của tháng 12 năm nay. Địa điểm tại khu nghỉ dưỡng Bích Quế Viên, Thuận Đức, thành phố Phở Sơn của Quảng Đông. Gọi đây là giải đấu chất lượng nhất vì là nơi chỉ dành cho 16 vị kỳ vương hàng đầu của Trung Hoa, những ai đã từng ít nhất một lần được bước lên ngôi đầu. Nếu như số lượng đông hơn thì sẽ phải phân tranh qua vòng loại. Và năm nay, Vương Thứ Nhất trở lại với một phong thái đĩnh đạc của tay cờ số 1 trên bảng Dịch Lâm. Bên cạnh đó, còn có Thiếu Hiệp Thục Sơn Trịnh Duy Đồng, Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm Hâm, Khương Thái Công Hứa Ngân Xuyên, Khoái Đao Hiệp Khách Uông Dương, Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên, Danh Tướng Giang Tô Tử Siêu, Tiểu Cử Nhân Tạ Tĩnh, Loạn Chiến Vương Hồng Chí, Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh, Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm, Tiếu Diện Phật Từ Thiên Hồng, Trường Bạch Mãnh Hổ Đào Hán Minh, Phanh Mạnh Tam Lang Vu Ấu Hoa, và còn có Sông Nhị Tướng Bảo Đao Bất Lão Triệu Quốc Vinh Tân Đông Bắc Hồ và Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa. Phần thưởng giải này cũng rất khủng. Ngoài tiền xếp hạng, còn có tiền thưởng ngay cho mỗi trận đấu vừa xong. Ở trận chung kết, cờ chậm mỗi ván thắng được 150 triệu, hòa cũng bỏ túi gọn gàng 50 triệu, quán quân còn thưởng thêm 150 triệu. Còn ở vòng loại trong mỗi nhánh, một trận thắng cờ chậm được 70 triệu, hòa 35 triệu, thắng cờ nhanh được 35 triệu. Ngoài ra, tiền động viên cho mỗi kỳ thủ tại giải đấu này khi có mặt là 35 triệu. Cờ thủ đam mê sẽ chọn ra những vận đấu tiêu biểu để gửi đến các bạn. Trận đầu tiên, một bảo đao bất lão tới từ Hoa Bắc Tân Đông Bắc Hồ, Triệu Quốc Vinh. Còn kỳ vương ngồi đối diện, một thần kiếm đương tuổi xuân, Triệu Hâm Hâm. Trong trận này, chỉ có một yếu tố có lợi với Triệu Quốc Vinh để bù đắp được phần nào tuổi tác. Đó là ông được cầm đò tiên thủ, tiên nhân chỉ lộ, dàn trận ngay. Sau khi Triệu Hâm Hâm đối chốt để pháo, thì Quốc Vinh tưởng 3 tiến 5. Triệu tả pháo nhập trung, Quốc Vinh lúc này đưa chính ngựa. Triệu tiếp tục mã 8 tiến 7, vừa phục xuất gấp xe. Buộc lòng lúc này Triệu Quốc Vinh phải giải quyết với toàn bộ cánh phải bằng cách đưa sĩ giác pháo, và Triệu vẫn lộ diện chủ lực ngay. Quốc Vinh nhẹ nhàng đưa chính ngựa còn lại. Sau khi Triệu Hâm Hâm mã 2 tiến 1, thì Quốc Vinh đã bình xe để tạo căn pháo ngay. Thấy rằng Triệu vừa xuất xe, bèn lập tức tiến pháo để phong tỏa gấp, vẫn như là một bố cục hoàn toàn chuẩn chỉ. Lúc này Hâm Hâm binh 3 tiến 1, để rồi Triệu lấy binh đoạt gọn, thì bèn tiến xe để tuần hà một cách rất nhanh, bỏ trước đoạt sau, ý đồ là tạo ra một cục diện đánh chớp nhoáng để phân định thắng thua ngay lập tức. Quốc Vinh thấy vậy, bèn lệch chốt nhờ chủ lực này tạo căn. Triệu bèn quyết định binh biên tiến 1 vừa chốc ngay. Ý đồ của Triệu Hâm Hâm rất rõ ràng, lợi dụng vào đơn ngựa này và cả sức xe tiêu diệt chốt để cân bằng cục diện ở phía cánh phải, thúc đẩy toàn quân sẽ tự do tiến lên. Cũng nhân vào điểm này, Triệu Quốc Vinh nhanh chóng đưa xe nhập cuộc vừa kích đấu ngang, và Triệu Hâm Hâm bèn bình xe để chốc pháo ngay. Nhưng vô cùng bất ngờ, tiếp tục là một lựa chọn đầy khốc liệt của Triệu Quốc Vinh, để đưa bàn cờ về một danh cục rất hấp dẫn. Triệu Quốc Vinh bèn lấy pháo để đoạt thẳng chốt. Những nước cờ về bá khí bao trùm làm người ta phải mường tượng lại khung cảnh mà Triệu còn xông pha trước đây. Lúc này Triệu Hâm Hâm bèn lấy xe để đắc pháo. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Triệu Quốc Vinh đầu tiên bổ sĩ đánh chủ lực ngay, xe lại giật về cửa hà, đương nhiên là một nước đi có lợi, tại vì đánh chặn chốt và tiện lợi hơn trong chức năng phòng thủ về sau. Và thực lợi lúc này của Triệu Quốc Vinh lấy pháo để đắc tường, sĩ phải dương, rồi tức tốc binh lại tiến một. Cuộc cờ ngày càng hấp dẫn hơn. Rất bất ngờ, Triệu nhanh chóng phế pháo để nhập cuộc, kết hợp với chốt có thể hãm chủ lực phía phải của Triệu Hâm Hâm. Đơn pháo chìm đáy này chỉ cần một nước nữa tạt ra biên để liên công gấp. Bởi vậy lúc này đường cờ giải quyết của Triệu Hâm Hâm mã 7 tiến 8 vừa che chắn ngay. Lúc này Triệu Quốc Vinh bèn đưa binh 3 tiến 1, có vẻ là một nước cờ rất tự nhiên. Tới đây Triệu Hâm Hâm đưa pháo 5 bình 8 vừa đánh chủ lực. Xe này những tường tháo chạy,
e rằng chỉ có một lộ là ổn thỏa nhất vào thời điểm này, xe 2 phải bình 3. Nhưng làm sao để có thể liên công với đơn pháo phía trước? Chẳng há phải việc phế pháo từ trước của Triệu Quốc Vinh đã trở nên vô nghĩa hay sao? Bởi vậy, Triệu Hâm Hâm đã đánh giá chính xác vào thời điểm, lập tức nhảy ngựa đường 8 kích đấu thay vì đã điều xe. Trong hình cờ này, nếu như kích đấu tiếp quân chủ lực, Triệu Quốc Vinh lại càng bất lợi. Nhưng câu trả lời của Triệu Quốc Vinh chẳng những không tháo chạy mà tiếp tục nhảy ngựa xốc tới vừa kích đấu ngang. Nếu như trong hình cờ, Triệu lấy pháo để tiến qua sông tiêu diệt, lúc này chắc chắn mã sẽ làm nhiệm vụ bàn hà, rồi tiếp tục pháo đường 8 phải lánh nạn ngay, và là một cơ hội tiến chốt vừa chốc pháo vừa uy hiếp ngựa, vừa tạo ra một cục diện kiềm chế muôn đời đối với chủ lực đường 2. Lúc này chắc chắn sẽ hình thành một cục diện rất đáng để bàn. Mặc dù đếm kể về cơ sở vật chất, Triệu Hâm Hâm là kẻ được hơn, nhưng rõ ràng về tính linh hoạt trước mắt, Triệu Quốc Vinh lại là người chiếm ưu thế tối đa. Tại vì rõ ràng đơn ngựa đường biên chẳng khác là một xác chết không hồn, vô tác dụng, và kể cả đơn xe đường 2 cũng như bít cửa ngàn năm, càng đánh lại càng bất lợi hơn. Cho nên ở trước phải tháo chảy đơn xe, và lựa chọn tất nhiên là phải điều qua, vừa gia tăng áp lực. Tưởng chừng như tới đây, Triệu Quốc Vinh sẽ rơi vào thế nguy mà không hề suy xét kỹ càng. Nhưng lại là một nước cờ kinh động trời đất, Triệu Quốc Vinh biến bàn cờ này thành một cục diện hiếm có xưa nay, tiếp tục phế thẳng một đơn ngựa còn lại. Có thể nói là một trận đấu không thể nào bất ngờ hơn. Càng đánh, Triệu Quốc Vinh lại càng hăng. So với tuổi tác mà ông còn gánh chịu, trên bàn cờ, một dũng tướng như Triệu Hâm Hâm, lục mạch thần kiếm của kỳ đàn, gần như đường cờ đã chẳng thể nào theo ý chủ động của mình bởi một nước phế pháo tuyệt vời ở trước. Nhưng chưa hết, Triệu Quốc Vinh còn hiến cả song ngựa vào miệng hùm, chẳng nề hà hiểm nguy. Tới đây dĩ nhiên, nếu như pháo đoạt thẳng chủ lực, Triệu Hâm Hâm lại xác định một cuộc cờ ở trước rất khó chơi. Sau khi Triệu Quốc Vinh chỉ cần lấy mã đạp thẳng về chủ lực, vừa chốc pháo vừa tiếp tục mở đường chốt lao lên. Bởi vậy trong hình cờ, buộc lòng Triệu Hâm Hâm phải ra tay lấy mã để tiêu diệt một đơn ngựa đầu tiên. Triệu Quốc Vinh có một cơ hội để đắc lại chủ lực, rồi tiếp tục bần bổ tượng ngay. Đây có lẽ là một nước cờ hợp thời nhất vào thời điểm này. Tại vì sau khi quang tượng đang còn hạn chế sức xe truy bắt pháo đường 3, và thứ hai đang còn đe dọa pháo đáy mà Triệu Quốc Vinh chẳng thể nào làm ngơ, bắt buộc rằng phải dùng xe đóng thẳng vào giữa tượng. Còn nước cờ này không tiếp diễn, Triệu Hâm Hâm lại lấy xe để tiêu diệt ngựa. Chắc chắn là Triệu Quốc Vinh hoàn toàn có thể dùng xe khuyết pháo và đưa đơn ngựa này vào cửa từ. Cho nên nếu như đếm kể một cách công bằng về cơ sở vật chất sau một hồi tiếp diễn, chỉ là quân bình về lực lượng, Triệu Hâm Hâm khó bề mà xoay sở. Tại vì hàng tuyến phòng thủ gần như đã bị tiêu diệt, kết hợp một đơn pháo tuyến đáy này sẽ bị dỡ tung bất kỳ lúc nào. Còn tới đây, tiểu tướng Chiết Giang lập tức lấy pháo bình vào, nhờ xe này tạo căn tiếp tục để truy kích ngựa. Nhưng tưởng rằng trong hình cờ, Triệu Quốc Vinh sẽ phải tháo chạy, tại vì thua thiệt quá nhiều về quân chủ lực, e rằng lão tướng không thể nào triển khai những đòn mưu mô và toan liệu của mình. Nhưng cuộc cờ này thực sự làm rúng động trời đất bởi một đòn đánh kinh thiên động địa tiếp theo của Triệu Quốc Vinh, lấy xe 5 bình 2. Điều đó có nghĩa rằng bỏ trắng một đơn ngựa, và Triệu Hâm Hâm chẳng chút chần chừ lấy xe để tiêu diệt. Mặc dù rằng xe pháo kết hợp có thể gây ra chút hiểm họa, nhưng sau khi Triệu Quốc Vinh tạt pháo biên, lực kết hợp với đơn xe còn lại e rằng ngàn đời không thể nào xem xét. Căn cứ vào điểm này, để Triệu Hâm Hâm bần nhảy ngựa ngoạ tàu đánh chớp nhoáng để trả đòn, vừa phục nhảy ngựa rồi kết hợp bình xe. Sát cuộc này, Triệu Quốc Vinh rất khó để chống đỡ. Cho nên tới đây, Triệu đã chủ động C8 lại tiến một, giữ vững một lộ cần thiết. Triệu Hâm Hâm rất xảo quyệt, đã dùng C4 bình 2 để ngăn cản trước một đòn đợi chờ có thể phát sinh tức thời của Triệu Quốc Vinh. Lấy xe bình vào vị này để kê chân, tạo ra một hố chôn tử thần đối với xe pháo ngựa. Và tất nhiên, dựa vào đại ưu về quân chủ lực, đây là một cuộc đàn áp đẫm máu mà Triệu Quốc Vinh phải tháo chạy. Chẳng còn cách nào, phải đưa xe lánh tổn biên.
Triệu Mông đã dùng C2 tiến 3 đoạt chốt, vạn sự xem như đã được định đoạt. Lúc này, Triệu Quốc Vinh chẳng thể nào cơ cầu. Nếu như Triệu Mông thực hiện được thành công âm mưu tiếp theo, đưa C2 tiến 3 kích đấu, Triệu Quốc Vinh cũng chỉ còn cách buông cờ. Và tới đây, Triệu Quốc Vinh bẩn Dương Sĩ có vẻ là một bước đi cần thiết để có thể thoát xe. Lúc đó Tam Tử này sẽ đồng biên, một đại cuộc mà Triệu Quốc Vinh có thể hy vọng để công thành đoạt tướng chỉ là nhờ đòn thế này. Còn nếu như đơn xe không vận thành công sang cánh phải thì xem như mọi hy vọng chẳng còn tồn tại. Vậy thì Triệu Hôm Hôm có thể nào dùng xe tiến 3 kích đấu như là những dự liệu trước đây? Lúc này Triệu Quốc Vinh chỉ cần tiến xe vừa chiếu vừa rút lui, chắc chắn rằng Triệu Hôm Hôm sẽ phải thiệt trắng cả đôi chủ lực, đưa bàn cờ về một kết cục thua thiệt, khó mà chống đỡ về sau. Cho nên ở trước chỉ có thể điều xe để ngăn cản trước đòn liên công ngay một yết hầu chí mạng này. Và lập tức Triệu Quốc Vinh đã điều xe qua cung, một con đường thành công. Đây có lẽ là một đợt vận quân cuối cùng của mãnh tướng miền Hoa Bắc. Tại vì rằng nếu như đợt tiến công này chẳng thành, với sự đàn áp hoàn toàn về quân chủ lực, Triệu dễ dàng để tốc thắng ngay. Dư trắng một sông ngựa, Triệu hoàn toàn có cơ sở bỏ lại một vài ba quân để xác lập thế tiến công. Lúc này Triệu Mông bèn giật xe về ba nước kích đấu ngay. Triệu Quốc Vinh buộc phải tháo chạy, vừa chiếu gấp sĩ thoái rồi giật xe sĩ lại dương, rồi quyết định điều xe vào, vừa nhường quyền cho chủ lực còn lại có thể lâm trận gấp. Còn về phần của mình, hàng tuyến phòng thủ gần như Triệu Mông chẳng thể nào can thiệp được gì, bèn ra sức giật ngựa về đầu Hà, dùng ý là một con mồi ngon để cho Triệu Quốc Vinh tham lấy mâm mà bỏ của. Sau khi giật xe về chốc được ngựa, nhưng tính đàn áp quân chủ lực mà Triệu Mông vẫn có thể vin vào để xác lập cuộc cờ đại ưu. Còn trong thực chiến tới đây, lão tướng Triệu Quốc Vinh bèn tiến xe để chiếu gấp sĩ thoái, lại giật xe sĩ lệ dương. Tất nhiên không hề còn phương án khác. Và Triệu Quốc Vinh lúc này vẫn tỏ ra rất loay hoay, dùng xe 3 tiến 1, sĩ lại thoái thủ, lại giật xe về đầu chốt, ý chỉ rằng chốc ngựa khi cần. Nhưng rõ ràng sau khi Triệu Mông chỉ cần bồ sĩ, Triệu Quốc Vinh đang tỏ ra rất bí bách về đường cờ tiến công của mình. Hàng tuyến phòng thủ của Triệu Mông vẫn còn thực sự rất mạnh, vậy thì ngay lúc này có thể dừng lại một nhịp để có thể đoạt trắng ngựa hay không? Thực ra Triệu Mông chỉ cần xuất tướng vừa đe sát cục ngược, sĩ phải dương, rồi tiếp tục tiến xe 1 để kích đấu ngay. Xe tháo chạy, tìm cờ để liên công sang cánh phải kết hợp một lần nữa, e rằng ngàn thu không thể. Còn nếu như tiến xe để mong chờ rằng lấy pháo để chém thằng sĩ, kết hợp sát cục của sông xe gọi hồn, chia đều hai cánh mà tiến công ngày đêm, cũng chẳng thể nào còn hy vọng. Tại vì lúc đó Triệu Mông lại giật xe về kích đấu một lần nữa. Những đòn tháo chạy là thực sự vô nghĩa để đưa về một kết cục rất đáng tiếc. Còn câu trả lời trong thực chiến của Triệu Quốc Vinh tới đây, ông đã tiến xe để chiếu tiếp, sĩ thoái rồi lại giật xe về hai nước. Đường cờ đã có chút ít biến chuyển sau khi sĩ phải dương, bèn dùng đơn xe còn lại để chiếu ngay. Sĩ thoái, rõ ràng đơn xe này mất mạng, cho nên chẳng hề còn cách khác. Triệu Mông bèn miễn cưỡng đầy khổ đau đưa xe hồi về cố thủ, và ngay lập tức Triệu Quốc Vinh đưa xe để chiếm trung, một nước cờ rất ác hiểm. Chỉ cần dùng pháo chém chết đơn xe này và tự do tự tại rút về để lập đại công ngay. Cho nên chỉ còn duy nhất một cách để có thể giải trừ sát cuộc là đưa mã hồi về đánh đuổi xe trung tâm. Và ngay lập tức lúc này Triệu Quốc Vinh phất cờ lấy pháo để chém chết xe đen, mã phải đạp lại về chủ lực, rồi lúc này giật pháo về ba nước tranh thủ sức chiếu. Còn về phần của mình, mãnh tướng Triệu Hôm Hôm mặc kệ cho bao nhiêu điều tính toán, rõ ràng phải giải quyết với hình cờ trước mắt. Còn đúng một lựa chọn, sĩ phải hồi về. Đơn xe này ngậm ngùi trong tức tươi, đành bỏ mạng sau một loạt vận quân không thể nào tài tình hơn của mãnh tướng miền Hoa Bắc. Tới đây sĩ dương để thoát chốt, lập tức xe giật về ba nước, mã quăng lên tìm đường tháo chạy, xe bèn lập tức vỗ mặt để chiếu gấp. Triệu Mông buông bàn cờ để nhận thua, tại vì tới lúc này cho dù xoay sở kiểu gì, xe vẫn đóng thẳng về chốt,
bức tử tiếp một đơn ngựa và là một tàn cục lệ thắng đơn giản cho một lão tướng có vẻ như phong độ đang hồi xuân, Triệu Quốc Vinh. Bàn cờ này thật đúng là phong cách sở trường của Triệu Quốc Vinh. Lối đánh của ông không chỉ mang tính tư duy, khoa học rất cao mà còn đậm đà sâu sắc, đầy chất nghệ thuật và cống hiến hết mình. Lối đánh thiên về ứng biến linh hoạt, biến hóa rất đa đoan, không cầu kỳ thực dụng. Toàn cục rất coi trọng sự ổn định chắc chắn, nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế sâu xa. Khi cần, dũng mãnh bỏ thẳng một đơn pháo để đưa về một cuộc thức đằng không khí từ. Mặc dù rất khó để nắm bắt, chiến thắng hoặc là thảm bại, nhưng đường cờ này thật rất đáng để ngưỡng mộ. Triệu Đại Sư nổi tiếng là một người chiến đấu vì nghệ thuật trong cờ, quả thực là không ngoa chút nào. Dù coi trọng chiến thắng, nhưng không phải lúc nào ông cũng nhắm mắt để quên đi cốt lõi của nghệ thuật cờ. Đã có nhiều ván trước đây, chỉ cần đánh theo lối thông thường đã đủ để chiến thắng. Nhưng Triệu Quốc Vinh lại hoàn toàn làm ngược lại khi dẹp bỏ qua một bên là danh lợi, mà tự mình xuất cờ, biểu diễn các nước đi hết sức tài tình và thú vị. Với những kiến giải độc đáo, sâu sắc, biến một ván cờ thực chiến nhàm chán thành các ván cờ thế kinh điển trong các quyển kỳ thư. Và cũng nhờ chính điều này mà khán giả cũng như giới mộ điệu lập tức tôn xưng ông là Tân Đông Bắc Hồ, một mãnh tướng miền Hoa Bắc rất đáng để ngưỡng mộ của kỳ đàn. Phần bình luận hôm nay đến đây là kết thúc. Cửa Tử Đam Mê sẽ tiếp tục câu chuyện ở phần tiếp theo. Một lần nữa các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiện bể theo dõi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.